Anh em sợ Yuka, anh em muốn tìm một con tướng nào đó có thể khắc chế được nó thì xin giới thiệu với anh em Quy Bánh Bao. Dân, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Ricky Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với Quy. Lâu rồi không làm clip Quy, hình như cũng mấy ngày phải không anh em? Thì như anh em cũng đã biết ở kênh tôi là cái con Yuka là nó không bao giờ có cửa với Quy. Nhưng mà bữa nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà đánh với Yuka để không có bị nó đè nha. Thằng Yuka này biết chơi đấy. Rồi nó tóc biến rồi nha. Nó biết tôi trong bụi nè. Đè chơi chiêu 2 nè. Tự đâm đầu vào chỗ chết thấy không anh em. Cái chất tướng của Yuka mặc dù là yếu hơn Quy, nhưng mà nó sẽ cơ động hơn con Quy rất là nhiều. Nếu như mà gặp những thằng mà bét Yuka nó đánh, nó kiểu là cấu rỉa thôi, rất là khó chịu nha anh em. Cho nên dành cho những anh em nào mà khi mà chơi Yuka không tự tin á, thì hãy lên cho tôi đôi giày hộ vệ đi. Bây giờ dáng này tôi sẽ lên đôi giày hộ vệ luôn, để nó sẽ giảm được cái lượng sát thương vật lý gây ra từ Yuka. Đó, nó sẽ giảm đi một phần sức mạnh của Yuka đáng kể luôn. Anh em nào không tự tin đi với Yuka thì cứ lên đôi giày hộ vệ cho tôi, bảo đảm là nó sẽ không thể nào mà sóc đam anh em dễ dàng được. Nếu như mà cầm con Quy này thì anh em cứ tự tin đánh với Yuka nha, đánh thoải mái luôn. Bởi vì con Yuka thì nó có thể tạo được một lớp giáp ảo trong một khoảng thời gian ngắn, còn con Quy thì nó vừa tạo được giáp vừa có khả năng hồi phục nữa, thì Yuka chắc chắn là thua Quy ở cái điểm đó. Đó là cái cơ bản thôi, cái lý thuyết thôi. Còn nếu như mà gặp những thằng Yuka nào mà kiểu như là nó ranh ma, giống như idol Trần Bình đi, đánh Yuka mà kiểu cấu rỉa rồi chạy á, biết những con tướng mà dưới cơ á, đánh không được thì đánh kiểu cấu rỉa rất là mất dạy luôn. Đó chưa, nó không dám ra trực diện, nó cứ ra nó cấu rỉa nó chạy thôi. Đây là thằng Yuka này biết đánh nè. Đấy, nó đợi đang thằng Quang nó bay vô nó sốc đam tôi. Đây tôi xin nó bên đây. Nè, nó trong bụi nè. Choáng. Giết. Đấy thấy chưa? Thằng Yuka này rất là khôn nha anh em, nhìn cái cách đánh của nó là biết. Nó biết là nó dưới cơ con Quy cho nên nó không dám ra nó đánh YOLO. Nó cứ cấu rỉa rồi nó chạy cho con Quy gần hết máu xong đó nó ra nó giết. Thì đó, Yuka nếu như mà dưới cơ thì đánh với Quy chỉ có nước vậy thôi. Đây có Butterfly gần ở đây cho tôi luôn. Tôi sẽ núp ở đây với Butterfly để bắt Triệu Dân nè. Nhảy vô nè, chán Triệu Dân nè, phá giáp nè. Rồi Butterfly kìa, nhìn Butterfly kìa. À, tôi tăng trụ cho đánh mà Butterfly không giết được Triệu Dân là bị chết ngược luôn á anh em. Cái pha đó nếu như mà tôi mà chơi Butterfly lần Triệu Dân cũng lên bảng luôn. Thật sự không hiểu tại sao cái pha đó mà Butterfly không đủ sát thương người ta. Triệu Vân là tôi nhớ nó đâu có khả năng tạo giáp đâu. Yuka nó mất tiêu rồi, Yuka không ăn con dơi luôn nha. Và nãy giờ quên mất là anh em khi đi tà thần, anh em mà trên kèo thì anh em hãy ăn con dơi nhiều vô, thấy con dơi hiện ra là ăn liền, ăn con dơi rất là lợi thế. Yuka đã mất tiêu rồi, Yuka nó đảo lên rồi chắc. Đây 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 nè, nó thấy tôi trong đây rồi. Thôi vô đây chặn lính nha, tôi sẽ vô đây tôi chặn lính. Rồi có Triệu Vân ở đây là không được rồi, tạm thời để Triệu Vân vô tường rồi tóc biến qua. Không được, pha này là Triệu Vân nó có sát thương chuẩn, đánh không có được. Anh em khi mà chơi thì anh em phải hiểu chất tướng. Nếu như mà gặp như là hai con đều là sát thương vật lý là ok, Quy sẽ chơi được. Nhưng mà lần này là Triệu Vân, Yuka chắc chắn là còn trong bụi đó, nó còn quả cầu nha. Nó còn quả cầu, nó rất tự tin nó đánh. Nhưng mà Quy chất tướng khỏe hơn anh em thấy không? Mặc dù cái lượng máu của Quy lúc nãy là ít hơn, nhưng mà Quy nhờ tạo giáp, chấp con Yuka nó có quả cầu băng xưa luôn, nó vẫn không đánh được. Bây giờ Yuka chắc chắn là biến về rồi. Mình sẽ ra mình farm mình hồi máu lại. Cho dù anh em thấy rõ ràng là cho dù thằng Yuka nó có nhiều máu, nó còn quá cầu, nhưng mà nó vẫn bị thất thế với Quy. Đó anh em khi mà cầm Quy gặp Yuka thì anh em cứ đánh tự tin lên, đánh mạnh tay vô, đừng có nhát tay. Anh em nhát tay là anh em sẽ đánh không được đâu. Thằng Yuka này bảo đảm nó đang lên cái đao tri hồn để giảm cái khả năng hồi máu của Quy. Thì như vậy cái lượng sát thương đầu game của con Yuka sẽ không có nhiều. Nhưng mà nếu con Yuka mà nó lên xuyên giáp thì nó sẽ không khắc chế được cái khả năng hồi máu của Quy, thì đường nào nó cũng chết. Triệu Vân đang ở đây thì tôi phải lui về. Nếu như không có đó thì tôi sẽ vô đó tôi chặn lính. Đây Triệu Vân ở đây, tôi sẽ farm cái con này để tôi hồi máu nha.
Yuka thấy rồi, Yuka lui về, Yuka không có dám chạy lên. Thôi tôi sẽ xuống đây tôi farm lính để đẩy lính lên để cho Yuka nó về. Chứ mà ở đó luôn thì tên lính thì bỏ rất là phí. Mà đẩy lính lên em ơi. Có ai xuống không? Cầu chữ Vân qua đép luôn. Yuka không thèm về. Ok ok. Chơi Wii mình cái khả năng di chuyển cơ động của mình không bằng Yuka thì mình cứ mình núp mình bắt cho nó dễ anh em ơi. Nãy giờ không thấy Yuka ở đâu rồi, mình sẽ để cho tên lính đẩy lính đây đây đây. Nó qua nó đép rồi mình sẽ qua đây mình chặn đầu nè. Hay Alice ở đây. Alice mất tóc biến nha. Alice mất tóc biến, tôi sẽ núp ở trong bụi này. Đây nè. Không đánh chịu dân, đánh Alice nha. Alice dễ bắt hơn thì cứ đánh Alice thôi. Rồi double kill. Rồi. Cái pha này đạn thần quang của thằng Lavi tới, nhưng mà tôi có cái đôi giày hậu vệ thì nó không có khả năng kháng hiệu ứng, tôi chán lâu quá. Đây cứ bắt Lavi thôi. Chơi chứ tập trung bắt chủ lực là mình ăn tiền anh em. Đừng có đánh mấy con tăng cơ đỡ đòn chi. Cứ bắt chủ lực thôi. Nếu như mà ở đó không có chủ lực thì mình bắt mấy con máu mỏng như là Alice, nhìn là cũng nọ cũng được. Còn nếu như mà có chủ lực thì mình ưu tiên mình bắt chủ lực. Dán này mid bên nó là con Nata, thì đối với Nata thì Wii bắt cũng khá là khó. Bởi vì khi mà con Nata này nó ném cái chiêu 2 vô Wii sẽ bị làm chậm. Tôi là bắt buộc là tôi phải đổi cái đôi giày qua đôi giày kiên cường thôi. Đôi giày hậu vệ là đầu game để tránh bị Yuka sốc đam, như vậy là quá đủ rồi. Về lét thì bắt buộc phải đổi qua đôi giày kiên cường để mà tránh bị làm choáng của Alice với lại Nata nè. Wii khi mà bắt Nata là phải là sốc đam cực nhanh, đừng để cho Nata nó ném chiêu 2 ra nó làm chậm, với lại nó thả cái chiêu cuối nó tạo giáp châu lắm. Team tôi đang ăn tàu thần nhưng mà không chịu check map ở đây, thấy chưa, một đống luôn. Tôi đi vô rồi nó lụm tôi liền. Anh em thấy không, khi mà ăn tàu thần thì tốt nhất là SB nên đi vòng qua phía sau cái hang để canh có team địch núp ở đó không, để gì tụi nó sẽ nhảy ra tụi nó KS. Đây tóc biến lên đẩy Yuka vào tường nha. Rồi Yuka chạy nhanh quá không có được, lui. Đó, cái pha hồi nãy, nếu như mà SB mà chịu đi lên mà check map thì tụi nó sẽ không có dám núp ở đó. Tôi biết tôi lên tôi check thì chúng nó 4-5 đứa trong đó luôn. Đó là cái cách mà ăn tà thần an toàn nha anh em. Mấy bạn mà chế SB thì nên ra phía sau cái hang á, để canh cho tướng địch nó có ra thì cản địa nó. Hoặc là báo cho team mình rút lui nếu như ăn không được. Chứ mà kiểu cứ cắm đầu ăn cái team địch bất ngờ nhảy ra KS thường là bị như vậy. Thấy không? Nhào vô Nata rất là khó luôn. Rồi thêm cái đạn thần quang của Lavi nữa. Nãy giờ tôi ăn của nó 2 cái rồi đó. Phải lùi về thôi anh em ơi. Để bắt Nata thì bắt buộc anh em phải giấu vị trí. Anh em nhảy ra anh em đánh bất ngờ thì ok. Chứ mà kiểu như mà đánh mà kiểu như mà chạy thẳng vô nó, chắc chắn nó sẽ ném chiêu 2 ra làm chậm anh em. Rồi nó chơi chiêu 1, nó spam chiêu 1 xong nó thả chiêu cuối, sao mà anh em dí được nó. Bắt Nata anh em phải núp lùm, phải giấu vị trí. Đây pha này lên đánh nè, đánh nè. Được không? Không có ai hết. Khó vô á. Quy để mà bắt tốt thì tốt nhất là nên dòng ra phía sau đội hình team địch thì ok hơn. Chứ mà Quy mà đi thẳng đánh trực diện vô team địch thì rất là khó nhảy vô. Đây tôi sẽ đứng đây núp nha, để cho team tôi rút dạng xíu cho bên nó lên cao rồi tôi sẽ ra tôi bọc đầu. Đó đây là cách mà Quy đi găng nè. Đây bây giờ tôi sẽ bọc đầu qua đây nha. Nè Yuka còn xíu máu nè, chơi Yuka nè. Đấy lui về quá là dễ. Đó anh em hãy hiểu cái chất tướng và anh em sẽ vô giao tranh như thế nào. Chứ mà chắc tướng con Quy không có cơ động mà anh em chạy thẳng vô, tướng địch nó tay dài, nó cấu rỉa, nó làm chậm anh em, sao anh em nhảy vô anh em đánh như cái pha con Nata hồi nãy. Đó khi mà đi găng thì cứ để cho team địch kiểu như là lên cao đi, mình team mình câu kéo rồi mình nhảy ra phía sau, mình bọc đầu. Rồi lại là đạn thần quang nữa, may mà tôi né được, Lily nó dính này. Team địch đuổi theo, truy đuổi luôn. Nếu như mà không có giao tranh được á, thì mình hãy lui về mình đẩy đường. Đẩy đường và tiếp tục đẩy đường thôi. Có được cái chỗ thứ hai rồi nè. Ba này mình sẽ đập được chịu dân nha. Tại có mình nó à. Đây chơi nó luôn sợ gì. Khi nào có thêm Yuka, tại vì Yuka nó lên cái đao chi hồn rồi, nó sẽ giảm khả năng hồi máu của Wii. Thì như vậy thì sẽ rất là khó. Chứ còn một mình chịu dân thì ok, Wii ăn vẫn được nha. Rồi vô lấy luôn cái trụ đường Mega đi. Không được rồi, team bạn đép cũng gắt quá. Team bạn có con Alice nó đép trụ cũng khá là ok. Thêm Nata nữa, Nata đép lính rất là nhanh luôn. Hãy cứ di chuyển liên tục trong các cái bụi này để giấu vị trí, đừng có lộ ra nhiều quá anh em.
cái chất tướng mình đã tù rồi, mình không có bay nhảy được thì mình hãy núp đi, tàng hình, giấu, không cho kẻ địch thấy vị trí của mình ở đâu, nó sẽ mất cảnh giác. Nếu không có đứa nào lên thì mình sẽ đẩy lính để dụ nó ra nha. Đây có giao tranh ở giường giữa nè, mình sẽ cố gắng mình bọc ra phía sau. Bọc hậu thôi. Pha này bọc hậu không được rồi mình lui. Là vì nó thấy mình là nó mất tóc biến luôn. Sử dụng chiêu cuối để đẩy Yuka về. Chạy thoát được. Đó, nhờ thoát là nhờ chiêu cuối. Cái chiêu cuối cũng là cái chiêu để giúp cho Quy có thể đẩy lùi tướng địch để mà nó bỏ chạy cho dễ hơn nha anh em. Chứ không phải là chiêu cuối là chỉ để tấn công để giết địch thôi, nó cũng cứu được Quy đó. Nãy giờ quên nhắc anh em là anh em nào lần đầu ghé kênh YouTube của tôi ủng hộ tôi một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Quên nhắc, bình thường tôi nhắc cái đầu clip mà bữa nay quên, lo đam mê Quy quá quên. Đây nè, bắt Alice nè. Alice đi lên tên là Alice chết. Thật sự là tôi không bao giờ đánh giá cao những con Alice mà full phép nha, nó rất là mỏng, bắt chịu dân luôn nè. Rồi có mạng cho AD. Quá ngon. Thật sự không đánh giá cao mấy con Alice full phép. Bởi vì Alice full phép là nó không thể nào đi check map được. Nó không thể nào lấy tầm nhìn được. Bởi vì nó lấy tầm nhìn nó bị sát thủ bắt làm sao nó chạy. Đúng không? Tôi là thích chơi những cái con tướng gọi là đỡ đòn cho bò hơn. Con AD nó lại ẩu. Nó ẩu, nó ăn con tà thần trong khi là không có vị trí tiêm địch bên trong rừng. Tôi phải vô rồi tôi chết thêm mạng nữa. Quá uổng phí luôn anh em ơi. Cái pha hồi nãy là thằng SB nó đang ở bên này nó đép lính, mà thằng AD nó dám một mình nó bắn con tà thần. Tiêm địch lỡ mà ra cướp thì chắc chắn là mất rồi. Quá ẩu. Đó là lý do mà tại sao mà dễ thua đó anh em. Bây giờ tôi sẽ đứng đây tôi đợi con bò lạc đi ngang nha. Rồi đây nè, thấy Lavi nè. Đây. Nó lui rồi, có tóc biến nha. Đẩy vô tường, chán, rồi, đấm. Thấy chưa, có tóc biến là rất là dễ bắt AD. Chỉ có tóc biến thôi. Quy mà đem theo tóc biến thì nó cũng khá là cơ động. Nhưng mà tóc biến nó hồi lâu quá, phải chỉ nó hồi khoảng 90 giây là ok rồi. Ở đây có hai đứa là không được rồi nè. Hai đứa là không ổn rồi. Rồi lui nha, có hai đứa rồi. Đó thấy chưa, thằng Yuka nó thấy tôi, nó không dám đánh. Nhưng mà có thằng Triệu Dân lên là nó đuổi theo. Cái thằng này mất dạy lắm. Bắn nó đi đây. Rồi Triệu Dân anh em thấy không, nó gõ ông tôi một phát là 2000 máu sát thương chuẩn nha. Quá là đau, Triệu Dân xanh này đó. Tôi phải đứng đây tôi canh để cho tướng địch nó có ra, tôi sẽ bắt nó. Bởi vì team tôi đang ăn tà thần, phải có một người đứng check sai. Đây nè, Alice lại đi ngu nữa rồi. Đấy, là Alice lướt qua tường, Triệu Vân lại không vé tới. Đấy, anh em khi mà ăn tà thần anh em nên chú ý là phải check cái vị trí trong đây để coi tướng địch nó có ra hay không, để mà cản nó, để cho team mình ăn cho nó an toàn hơn. Rồi, bây giờ ép vô luôn. Bảo chủ đi, nó đánh người hoài. Đúng rồi. Rồi đây nè. Yuka nhảy ra nè, chủ Yuka vô, lụm cái màn Yuka, rồi xong. Video này là hết rồi, cảm ơn em đã theo dõi nha. Đây là cách mà đi được Yuka, thật sự là đi được Yuka bằng Quy dễ lắm anh em ơi. Anh em nào không tự tin thì lên cho tôi cái giày hậu vệ là xong. Yuka không bao giờ có cửa ăn được Quy nha anh em. Tôi xin tuyên bố một câu vậy luôn. Hẹn anh em clip ngày mai, bye bye.